Ở quân này khá là cân. Khi mà Persian nó cũng khá là dễ cân nhau thôi. Bài bơ đẹp thì hoàn toàn cân được Sen. Hy vọng bài bơ sẽ xấu của Tiểu Bạch Thỏ. Không có tiếng game ạ. Đây để em xem lại tiếng game nào. Có tiếng game mà anh, hình như có tiếng game mà. Chính xác là có tiếng game mà. Và mày qua pha né hạ sư tử của xi măng. Tí thì ngỏm thằng dân. Pha hơi đau tim từ vừa rồi. Và nó bé để sẽ sau em tăng nó tăng tiếng game lên. Đọc qua mình máy Alonso nào. Đấy, báo về bài không được đẹp cho lắm. Ông bài mới bắt thấy bị hỗn đầu thôi. Chưa thêm đồ ăn gì cả. Bài chơi xong nhất là cần được con Egypt của bên phía bạn. Vừa rồi lại trận đấu nào. Đảo con với anh Simang thì anh sẽ quyết định đánh cung này chém đây. Khả năng bạn này sẽ là đánh đánh chém trước khi mà Tiểu Bản Thầu không khi mà bài Alonso không lên được sớm. Nếu mà đánh cung thì rất là thế cho con Persian. Bây giờ có rất nhiều đồ có thể lùa về tới này. Đối voi khu vực này và có thêm một voi nữa. Câu đối voi nào. Ở đó nó đưa từng con voi một về nhà chính của mình. Thế nhà cũng dễ là khá là dễ khung để có thể đánh cung được. Vậy báo về là vào một cánh bên kia rồi. Cánh chùa xi măng này sẽ bài này thì game thủ xi măng này sẽ đánh chém rồi. Hai đang nô dân khả năng chắc là sẽ đánh chém thôi vì cái một cái chém tuyển của Persian của trong tay Tiểu Bản Thầu. Bản Thầu cũng là một game thủ chém khá là tốt. Bài hai mấy phần trăm của thành của Per cơ. Bài zip của họ đẹp 14%. Và cái tiếng game nó nhỏ đấy anh ạ, tuần sau anh sẽ chỉnh cho to lên. Bây giờ game thủ đang đánh nên là cũng không tích được tăng của chat lên được. Trận sau thì game thủ đánh xong thì anh sẽ tích cái vào chat lại cho to lên. Vâng, rồi còn dò ra một bài kích rất sớm của xi măng sang mà còn dò chắc chắn sẽ là công giáp đầy đủ thôi. Cách này là Persian của game thủ Tiểu Bản Thầu TMT. Và ngay trận sau thì em sẽ cho to tiếng game anh em nhé. Đây rồi, Persian của Tiểu Bản Thầu đang ăn hoang bài hiêu này.
Làm tạm cháu dần rồi. Én ạ. Gậy. Rồi rồi đã không ra đầy đủ. Vâng, tiêu vào thôi rồi, cắt dần điên vàng thôi. Vâng, khá là ưng. Ưng cái bụng quá nhờ. Rồi làm tạm một cháu dần. Cháu dần cái ít máu này đây. Rồi. Đang xi măng là chọc ngoài khá là nhức nhói. Có một người mới hiểu được ăn hoàn rồi xi măng. Lực là siêu khỏe. Kích bánh xe luôn. Thế ta thằng này chém chết thằng này luôn. Cho anh mang cái khỏe nguyên. Hai nhà một khỏe. Rồi tiểu bản thầu đang ý định truy sát con giò này của xi măng. Nên lạc đà đến thì tiểu bản thầu lâu luôn lên đời. Vâng, con lạc đà nó đi hơi lòng vòng ấy nhỉ. Sọc nào. Rồi, làm con giò của tiểu bản thầu. Vào để liếm dần game thủ tiểu bản thầu nào. Kích chặt gỗ luôn, và mà đang đánh rất là khỏe của xi măng. Chắc chắn sẽ là BA rồi. Đây rồi. Màu 1. Và màu 1 đang khá nhiều ruộng tôi này. Phay ruộng nào. Vâng, nhưng màu 1 có bánh xe rồi, nhưng Hải Cấn đang vác đông dần đập đặc đà công giáp. Vâng, hổ báo thế nhỉ ông này. Quê đầu đấy nhỉ. Vâng. Rất hổ báo đấy, lấy dần đạp lạc đà công giáp, đập lạc đà công giáp. Khá là hổ báo. BA thứ hai, một đánh một L2A. Và một lạc đà đến hơi tắc. Alonso sẽ ra nào, tham lam đang 22. Kích bánh xe. Trở lại xi măng. Đây rồi, và như vậy máu 3 chém thủ cho Hải Cấn tên này. Thì mà anh biết thời điểm này lên thì cũng toàn phù thôi. Tạm lại chỉ bằng 34/40. Cố gắng lên. Nhà thì rất dễ cơ cấu. Có cho một người lên bắn bãi vàng của tiền thủ tiểu bàn thầu không anh ơi? Bên kia Alonso chỉ cần ra chém đều thôi. Là hoàn toàn thế chơi trận đang yêu hơn mình. Persian thì sẽ với bãi hiêu của Persian kia rồi. Khả năng là tiểu bàn thầu nó ăn vú hoàng bãi hiêu đấy. Vâng, cái thế thì bỏ bớt dân ăn vàng được anh ạ. Rồi đây rồi, đây rồi, đây rồi, đến rồi. Bãi vàng cũng như bãi ăn hoàng của tiểu thầu chính thức này bay luôn. Vâng, thầu thế này về ngủ với bản rồi. Rồi chạy đâu, thầu chạy làm cái gì khi mà dân nó không có bánh xe. Vâng, không thấy thầu làm gì nhỉ, không thấy giật thật nữa nhỉ. Tham gia chỉ bằng là 40/52. Anh ơi, có bỏ bớt dân ăn vàng không? Nhà xi măng đã khung rồi. Tầm này sang đây, vâng, không phải hai đâu, 4-5 con cơ. Một tên cung của Hải Cấn đang sang đây để có thể giảm áp lực cho bờ, nhưng bờ đã fit rồi. Còn mỗi bay gỗ thôi, chính xác bờ còn mỗi bay gỗ thôi. Đấy rồi, bắt tên cung đi công này của game thủ Hải Cấn, Hải Can à. Biết Hải Can hay Hải Cấn đây. Cái Hải Can thì nghe rất giống một tên, một huyền thoại, Nam Can. Đây rồi, bắt sạch tên đi công này của game thủ Hải Cấn. Rồi lượng vàng mình đã rất là nhiều, số thiếu vàng không? Bơm ra 100 vàng anh ơi, 400 vàng kìa. Rồi bơm hẳn cho 300 vàng rồi cho mát máy. Tham lại nào. Rồi thì bằng là tham tối lấy bản đồ. Bơ tầm này không ra được lạc đà đâu. Bãi vàng đã mất. Alonso khỏe không? Tham lại bây giờ 20. Cố gắng tụ chém lại thì đã phối cùng với lại game thủ xi măng. Chứ tầm này 1-2 chém vào không giải quyết vấn đề gì cả. Vào nó phay hết. Trở lại với xi măng nào. Bóng phá vẻ chẳng chịt, không biết hình như anh vừa bắt tên của game thủ màu 3 thì phải. Tham lại nào, tham lại dấu hiệu đang mình đang dấu hiệu đi lên. Keeper lần này là yếu rồi. Nhà của Hải Cấn trận này thì rất là sâu. Cùng người lên nhớ cùng họ cùng người tuyển. Alonso chém tắc kìa, chém tắc vực kìa. Cứ đứng sau và tưới là dừng thôi. Lấy được thế dần màu 3 cũng có một hàng lạc đà đây thôi. Cứ giật về đi, chờ tí nữa anh mang anh đẩy tên tân cung bổ sung này lên nữa thì bỏ một sẽ đứt rồi.
cứ đánh to khỏe ra. Alonso nào, 19 thôi. Cứ cố gắng tụ chém lại. Tiến Alonso vào một tên cùng với xi măng. Còn bài một khả năng Hải Cấn cũng chỉ ép quân thôi. Khi mà bài không thế nhà thì xong dần. Vâng lên nào, xi măng. Bây giờ có một tên đi ả từ xi măng. Được rồi, mỏ 4, mỏ 3 lại mất bãi vàng lần nữa. Kìa xô vào, ra xô đây. Có một tên mỏ 3 là chém bãi e của mình anh ơi. Anh xi măng nha. Bãi gô mình, bãi gô mình. Và tên này công luôn thì Hải Cấn lấy gì ở đây này. Mặc dù cung rồi và vẫn đỡ khả năng. Đây rồi, tên bổ sung lên tới đây rồi. Cung rồi mình hiện tại mới đang chỉ là chuột có một thôi. Kia Alonso kìa. Và một bài đánh ra ba và một lần vẫn là rất là đều xi măng. Hỗn mã của Seng. Ở đây rồi, thằng nào mà ra ruộng đều ra quân đều thế là có khu vực bãi ruộng cũng như là bãi gỗ ấm của tiểu thủ tiểu bàn thầu. Vâng. Tên này vâng, Hải Cấn đang vác trong dân ra để bổ luôn. Bóng này hổ báo thế nhá. Biết quê đâu. Kích cái giáp cho công đều nào, khi lạc đà cũng khá đông. Alonso nào, hình như vừa báo về vừa làm tuân dân của Hải Cấn. Trở lại với chủ lực chúng ta xi măng. Tham lành là 53-68. Và quản lại Pơ tuần này. Pơ tuần này thì hết lực rồi. Để có lực tích kích trong này, anh bỏ ra dân vàng được nhiều dân nhiều vàng quá. 400 vàng liền. Làm game mới nào. Rồi. Đây rồi, đây rồi. À không phải. Không thấy dân của game thủ từ mặt thờ đâu nữa. Tham lại sẽ càng đánh càng đi thôi. Người ta kia có dân anh ơi, có dân bay cô đấy. Thằng Lâm đang là 62 trên... Đây rồi. Lại gặp game thủ tiểu mặt thầu nữa. Thầu chỗ này khổ lắm rồi. Và rất đông nông dân của tiểu mặt thầu đang đi đâu đây. Thầu đang có định đi đâu nhỉ? Đi dạo à? Giờ thì đang là 5:13 rồi. Hay là đi anh lô? Và tuần này xi măng là muốn cân đôi luôn. Ở tham lai tụt xuống chỉ còn là 57 thôi. Một tuần mất quân hơi đau tuần vừa rồi. Nhưng không sao cả, lực mình vẫn đang rất là khỏe. Tham lai nào, tham lai càng đánh càng đề. Tiểu thầu dần dần về với bản rồi. Bên kia Alonso khỏe không? Tham lai vẫn chỉ là 18 thôi. Có một khoảnh ruộng ấm ở giữa bản đồ. Vâng, vẫn có một hàng chém đi ngoáy ở bãi gỗ của game thủ Hải Cấn. Gỗ Hải Cấn tầm này siêu xấu. Sẽ bùng lên khu vực trên, biết ngay sẽ đang ở khu vực trên cái rừng già mà. Trở lại cho chúng ta xi măng, vùng BC các thứ rồi. Thằng lành là 60-80. Vâng, tỷ số là 2-0 trong trận đấu đầu tiên anh nhá. Rồi bắn nào. Tên một tên đi công, một tên đi thủ. Rồi, phá vẻ nhanh, tên này có ăn được không? Cùng lập lần trước, mình lại resize từ đầu rồi. Vâng. Một trận thi đấu rất là